Đường Yên tiết lộ cuộc sống bên La Tấn và con gái nhỏ. Xuất hiện trên sóng truyền hình, Đường Yên khiến fan thích thú khi hé lộ về cuộc sống riêng bên tài tử La Tấn và con gái một tuổi của cặp đôi. Cô chia sẻ ông xã là người chu đáo, tận tình giúp vợ chăm sóc con nhỏ. Trong chương trình Ace VAce, Season 6 phát sóng mới đây, Đường Yên đã chia sẻ đôi chút về tổ ấm nhỏ của mình. Theo lời mỹ nhân Cẩm Tú Vị Ương, cô là người luôn cần an toàn, cảm giác này đầu tiên đến từ chính bản thân cô. Sau đó là gia đình nhỏ, nữ diễn viên thừa nhận chồng con mãi là chỗ vừa vững chắc nhất đối với mình. Sau khi sinh con đầu lòng, Minh Tinh U40 bận rộn đóng phim, dự sự kiện, tham gia các chương trình tạp kỷ để có thể dành thời gian cho công việc, ông xã La Tấn đã hỗ trợ cô rất nhiều trong quá trình chăm sóc con gái, bé bỏng của họ. Khi được hỏi năm thần họ La được chấm bao nhiêu điểm với vai trò làm bố, Đường Yên không đưa ra con số cụ thể mà chỉ kể rằng ông xã đã luôn trợ giúp cô một cách tận tâm. Sau khi bên nhau chọn đời kệ, việc xin nợ khiến tôi yếu đến mức không thể cử động được và chỉ có thể nằm một chỗ. Trong khoảng thời gian này, anh ấy đã chăm sóc em bé và suốt hai ngày đầu, dường như không ngủ vì tắt bật chăm con suốt đêm, Đường Yên khoe từ khi trở thành một người cha, La Tấn là một người tận tâm, có trách nhiệm. Nam diễn viên 40 tuổi thường vội vã về nhà để thăm non, chăm sóc con gái bất cứ lúc nào anh có thời gian nghỉ ngơi. Ngay cả khi đi làm về mệt, ông bố nổi tiếng này cũng không ngại đưa con ra ngoài vui chơi. Mỹ nhân phim Yến Văn Đài tâm sự, vợ chồng cô lần đầu làm cha mẹ nên chưa có nhiều kinh nghiệm. Cả hai cùng học hỏi, thực hành trong suốt quá trình nuôi dạy con. Nhắc đến con gái nhỏ, Đường Yên cho biết Bé có sở thích đa dạng và gần đây cô đã mua đồ chơi xếp hình cho con. Vì bé mới hơn một tuổi, chưa thể tự chơi một cách thành thạo nên người đẹp luôn ở bên vui đùa, chỉ dạy con. Đối với minh tinh 8X, việc cả nhà dành thời gian cho nhau mới là điều quan trọng nhất. Trước đó trong cuộc phỏng vấn đầu năm, Đường Yên tiết lộ cô đã dành phần lớn thời gian ở bên con gái nhỏ trong dịp Tết vừa qua. Sau nữ đình đám tiết lộ, Điều thay đổi lớn nhất sau khi làm mẹ là cô ưu tiên dành nhiều thứ tốt đẹp cho con, thay vì tập trung nhiều hơn cho công việc như trước đây. Đường Yên La Tấn là cặp sao đắt giá của làng giải trí Hoa Ngự. Họ từng đóng chung nhiều phim như Loạn Thế Giai Nhân, Đự Đặc Công X, Người Tình Kim Cương, Cẩm Tú Vị Ương, Quy Khứ Lai, rồi về chung nhà vào năm 2018. Họ khá kín tiếng, hạn chế chia sẻ chi tiết về cuộc sống riêng. Tháng 3 năm 2020, Truyền thông đưa tin Đường Yên La Tần đón một cặp song sinh. Tuy nhiên, đến tháng 8 cùng năm, nữ diễn viên lên tiếng phủ nhận, cho biết vợ chồng cô sinh một cô con gái và không công khai bất kỳ thông tin hình ảnh nào về bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.